Vệ tinh do thám quân sự đầu tiên của Triều Tiên được cho là đã xuất hiện thoáng qua trong các bức ảnh chụp nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi thị sát. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một trạm vệ tinh quân sự của nước này vào ngày 16 tháng 5 và thông qua kế hoạch hành động trong tương lai. KCNA cho biết ông Kim đã gặp Ủy ban chuẩn bị phóng vệ tinh không thường trực vào hôm 16 tháng 5 trước khi xem vệ tinh. Vệ tinh dường như là một hình trụ đa giác, được bao phủ bởi lớp cách điện bằng vàng và được trang bị các tấm pin mặt trời, theo Guardian. Hình ảnh vệ tinh xuất hiện trong các bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố đã được làm mờ một phần. Một tháng trước đó, ông Kim được chụp lại khi xuất hiện tại Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên, NASA, trước một màn hình hiển thị thứ có hình dạng tương tự nhưng cũng được làm mờ. Hôm 16 tháng 5, sau khi tìm hiểu chi tiết công việc của Ủy ban, ông Kim đã thị sát vệ tinh do thám quân sự số 1. Vệ tinh này sẵn sàng để nạp sau khi trải qua cuộc kiểm tra tổng thể lần cuối và thử nghiệm ở môi trường không gian, KCNA cho biết. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang các động thái đối đầu chống lại Bình Nhưỡng và cho biết đất nước ông sẽ thực hiện quyền tự vệ. Sau đó, ông Kim đã phê duyệt kế hoạch hành động trong tương lai của Ủy ban chuẩn bị, KCNA cho biết thêm. Một tháng trước, ông Kim cho biết việc chế tạo vệ tinh đã hoàn thành và bật đèn xanh cho vụ phóng. Báo cáo này được đưa ra khoảng một tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sử dụng nhiên liệu rắn mới, đánh dấu bước đột phá lớn trong các chương trình vũ khí bị cấm của nước này. Các nhà phân tích nhận định có sự chồng chéo về công nghệ giữa ICBM và khả năng phóng vào không gian. Việc phát triển vệ tinh trinh sát quân sự là một trong những dự án quốc phòng quan trọng được ông Kim vạch ra vào năm 2021. Vào tháng 12 năm 2022, Triều Tiên cho biết họ đã thực hiện một cuộc thử nghiệm quan trọng ở giai đoạn cuối để phát triển vệ tinh do thám mà họ cho biết sẽ hoàn thành vào tháng 4 năm nay. Vào thời điểm đó, các chuyên gia ở Hàn Quốc nhanh chóng đặt ra nghi ngờ về kết quả này, nói rằng chất lượng hình ảnh đen trắng do Triều Tiên công bố được cho là chụp từ vệ tinh rất kém. Bình Nhưỡng chưa công bố ngày phóng cụ thể, mặc dù hồi tháng 4, ông Kim cho biết vệ tinh sẽ được phóng lên vào ngày đã định. Các nhà phân tích cho rằng Bình Nhưỡng sẽ gặp khó khăn trong việc do thám vệ tinh bằng công nghệ riêng mà không có sự trợ giúp công nghệ. Tuy nhiên, vì các vệ tinh do thám của Triều Tiên là một nhân tố quan trọng trong trường hợp tấn công phủ đầu bằng hạt nhân, nên chúng đặt ra mối đe dọa đáng kể đối với Hàn Quốc. Theo Zing News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.